Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta kiếm được full sao trong cái ghi chú của thợ săn, cái ải mới nhất đó là ải ngôi làng bí mật. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu từ ải 1, một số cái ải boss 3 sao đó, còn các ải 1 sao chỉ còn chiến thắng là qua, thì các bạn có thể thay đổi đội hình giữa team không gian Odin hoặc là con Rezu thì nó sẽ qua nha, không khó lắm. Và ở đây thì cho mình xin phép nợ lại ải 18, 19 và 20. Bạn nào biết team đã qua được ba ải này thì các bạn có thể comment bên dưới video để chia sẻ cho nhiều người cùng biết luôn nha các bạn. Rồi đầu tiên là cách lấy 3 sao ngôi làng bí mật ải 1 nha. Thì các bạn xếp team như mình, bạn tắt auto đi. Cái này nó khó ở chỗ là cái phần trăm sát thương bắn phá đó. Các bạn tắt auto đi để cho nó có phần trăm bắn phá nha các bạn. Rồi chúng ta thử lại. Ở đây thì các bạn thử bỏ con Raku đi để cho nó giảm bớt cái sát thương các bạn. Sát thương từ kỹ năng để cho nó có những sát thương lan. Ok ha. Cái này nói chung bạn có thể bỏ Raku vào, nhưng mà cái kiểu các bạn cần phải thử vài lần thì nó mới được. Phần trăm sát thương bắn phá này nó hơi ảo nha. Rồi cái này cũng vậy, bỏ Raku vào. Tắt nổ đi nha các bạn, tắt auto nổ đi. Ok ha, phần trăm sát thương bắn phá lên tới 39%. Rồi chúng ta đến với team tiếp theo. Team này chúng ta vẫn dùng nguyên team đó luôn các bạn. Rồi chúng ta đến với cái ải này. Chiến thắng không có hỗ trợ trong đội hình. Thì ok, vẫn cái team này các bạn bỏ nóc nhà vào, các bạn bật lên cái auto luôn. Team này nó được cái là nó kéo team địch về bên hướng mình. Do đó một cái debuff của team địch nó không có tác dụng các bạn. Một cái debuff của team địch nó không có tác dụng thì mình tiêu diệt team địch nhanh hơn. Cái debuff đó là cái debuff này nè, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Rồi với cái ải này, ải 3 sao ải 10 thì nó có cái debuff đó là đơn vị địch sẽ nhận ít hơn 80% sát thương khi đang ở nửa kia của chiến trường. Nên mình lôi đầu nó về bên mình thì mình gây đam nó sẽ nhiều hơn. Do đó mấy cái ải thường các bạn cũng có thể dùng team này hoặc kết hợp một số biến thể của team này để kéo team địch về team mình đánh nha các bạn. Nó sẽ bị ăn đam nhiều hơn. Rồi tiếp tục sẽ là 3 sao của ải số 13. Nãy giờ mình đã 3 sao của ải 1, 4, 7, 10 ha các bạn. Giờ chúng ta sẽ tới 3 sao của ải số 13 với lại ải 16 nha. Rồi ải 13 thì nó yêu cầu đạt được một chiến thắng trong trận đấu, chiến thắng trong 30 giây, chiến thắng mà không có tướng thủ lĩnh các bạn. Ải này cũng là một ải hơi khó nha. Các bạn bỏ hết toàn bộ mấy con tướng này, chúng ta sẽ lắp một cái team khác. Rồi ải này thì chúng ta sẽ cho Abido, Athos, rồi Odin, Scarlet và Ensama các bạn. Bật auto xài skill luôn nha các bạn. Cho Scarlet đứng giữa để cho con kia nó kéo về phía rìa chiến trường. Team địch toàn là team lao vô mình không à. Do đó thì chỉ có con Aegis bên này là nhận ít đam, mấy con kia đều ăn nhiều đam các bạn. Nó bị lố 30 giây, lâu lâu nó bị lố 30 giây, chúng ta thử lại. Rồi lâu lâu nó bị lố 30 giây, chúng ta thử lại nha. Tại vì số lượt thử thách có hạn, do đó các bạn cẩn thận. Tại vì mấy con tướng kia nó bay nhảy không đúng vị trí nên nó ăn đam ít hơn. Đó bị dồn về phía kia rồi thì nó ăn đam nhiều thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu của mình đề ra. Là dưới 30 giây. Lại bị lố rồi các bạn. Mình thử lại nha. Ải này mình đã được 3 sao rồi. Nên chắc chắn là dùng cái team này chúng ta có thể qua được. Do tại cái kỹ năng của con Odin đó các bạn. Thắng bại tại kỹ năng của Odin nó lôi về không đúng chỗ là chúng ta sẽ thua. Ok, qua nha. 27 giây, được 3 sao.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với ải tiếp theo. Đó là ải số 16 nha các bạn. Ải này thì mình sẽ bỏ Athos ra, cho Karen ra vào, và mình đảo vị trí của con Scarlet với lại Ensema. Tại vì cái con Ensema nó không bị hút nên mình cho nó vào giữa để cho con Karen nó hút, rồi cho Scarlet xuống dưới nha. Karen nó sẽ đá ra gồm chung một chỗ và nó nổ chung một cục luôn các bạn. Nó rất đẹp ha. Đi nè. Giật thêm một phát nữa. Rồi. À, con Athos team địch nó trâu quá giờ một xíu. Chúng ta cần phải thử lại các bạn. Mà các bạn yên tâm, chắc chắn thử lại sẽ được 3 sao. Ok ha, 3 sao. Rồi, mình xin phép được nợ lại 18, 19. Ủa, có một con bị đai các bạn. Có con Karen bị đai rồi, chúng ta cần phải thử lại lần nữa. Mình xin phép để lại ải 18, 19 và 20. Thì mình sẽ ra trong một cái video sau. Các bạn cứ thử đội hình này chắc chắn sẽ qua được 3 sao. Tại vì mình đã qua đội hình này 3 sao rồi. Nên không có lý do gì mà nó không qua, không được 3 sao hết các bạn. Con Karen này hên xui quá. Tại vì lượt khiêu chiến của mình có giới hạn, do đó thì đội hình này mình không có đánh 3 sao cho các bạn xem được. Thì các bạn cứ thử đội hình đó, thử vài lần được không nha. Không được thì các bạn có thể thử vị trí của con Karen bằng một con khác, để chúng ta lấy một cái sốc đam để tiêu diệt được cái địch mà không bị mất con nào mà trong vòng 30 giây. Cơ bản vì cái debut kia nó hơi khó chịu một chút các bạn. Không có cái debut kia thì team mình làm gỗ team địch nó sẽ nhanh hơn nhiều. Karen không đi là được. Ok, được rồi nè các bạn. Đó, 3 sao nha. Rồi, còn ải 18, 19, 20 thì mình xin phép được ra mắt với các bạn trong một cái video sau. Tại vì hiện tại thì mình chỉ còn 9 cái lượt thử thôi. Mình không có dùng ẩu được để mình tham khảo rồi mình đưa ra cái kết quả cho các bạn luôn nha. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.